Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại phường Hưng Sơn để giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà, một trệt hai lầu. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 4x16, sổ hồng riêng. Tổng diện tích là 64m, thổ cư là 52,1m2. Với công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, một sân sau, 4 phòng ngủ, 5 toilet. Và được chủ gửi bán với giá là 4 tỷ 350 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Chủ nói sẽ bớt lọc lá cho quý anh chị. Từ vị trí căn nhà của chúng ta ra tới ủy ban phường Thạnh Xuân khoảng hơn 300m, và về Gò Vấp khoảng hơn 2km, và về sân bay Tân Sơn Nhất chúng ta mất khoảng 7km. Một vị trí rất là đẹp cho một căn nhà rất là đẹp nha quý anh chị. Đường trước nhà của chúng ta là đường ô tô có chiều ngang là 6m. Đây, một chiếc ô tô đậu trước nhà còn rất là rộng nha quý anh chị. Phía bên kia là khu dân cư rất là VIP. Hiện tại giá đất ở khu vực này với diện tích 4x16 tầm khoảng 3 tỷ 3, 3 tỷ 4. Với một căn nhà, một trệt, hai lầu, 4 phòng ngủ có giá là 4 tỷ 3, 50 thì rất là mềm nha quý anh chị. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình để tham quan căn nhà và gặp trực tiếp với chủ. Mà bây giờ chúng ta sẽ vào tham quan căn nhà. Phía trước căn nhà của chúng ta có một lớp cửa sắt 4 cánh và bên trong có một khoảng hơn 2m giờ chúng ta dùng để đậu khoảng 3-4 xe máy. Rất là rộng nha quý anh chị. Hai bên tường thì cũng được gia chủ dán gạch rất là đẹp. Tiếp tới là một lớp cửa bên trong gồm sắt và kính cường lực. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan phòng khách. Do gia chủ đang lắp giường trên các phòng nên hơi bề bộn một tí. Hai bên tường thì cũng được gia chủ dán nhựa giả gỗ và nhựa giả đá rất là đẹp. Phía trên là trần thạch cao và hệ thống đèn led. Phòng khách rất là rộng và thoáng nha quý anh chị. Tiếp tới chúng ta sẽ tới cầu thang. Cầu thang thì được tay vịn được làm bằng gỗ căm xe, và các bậc thang thì được làm bằng đá hoa lót đá hoa cương. Và tiếp tới chúng ta sẽ tới không gian phòng bếp, cũng được gia chủ dán gạch cao lên 1m7, và trang bị cho chúng ta hệ thống kệ và tủ bếp bằng gỗ tự nhiên. Ghế trần thì cũng được lót bằng thạch cao và hệ thống đèn chùm. Phía sau chúng ta có một khoảng sân nhỏ để chúng ta để máy giặt và một nhà vệ sinh dành cho khách và những người trong nhà sử dụng dưới tầng trệt. Cũng được trang bị lavabo và hệ thống vòi tắm hoa sen. Cũng được gia chủ lót gạch lên cao phun tường rất là sạch sẽ. Nơi đây chúng ta có thể để một dàn phơi đồ và máy giặt. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan từ nhà bếp về tới phòng khách. Gia chủ thì cũng đang lắp giường ở các phòng cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ lên tham quan lầu 1. Lầu 1 gồm có 2 phòng ngủ phía trước và phía sau. Mỗi phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng. Cầu thang tay vịn lan can thì được làm bằng gỗ căm xe. Mỗi phòng đều có toilet, nhà vệ sinh riêng. Đây, nhà vệ sinh của phòng số 1, lầu 1. Rất là rộng nha quý anh chị. Phía trên là hệ thống trần thạch cao và đèn led. Bây giờ chúng ta sẽ ra phòng ngủ thứ 2 ở lầu 1. Đây, các anh công nhân đang lắp giường cho phòng ngủ ở phía trước. Phòng ngủ số 2 thì cũng có nhà vệ sinh riêng, cũng có hệ thống lavabo và vòi tắm hoa sen, cũng được gia chủ dán gạch lên cao 2m. Phòng ngủ phía trước thì chúng ta có một cái ban công đưa ra ngoài khoảng hơn 1m2 để chúng ta ra hóng mát và nhìn quang cảnh xung quanh. Với mức giá 4 tỷ 350 triệu cho một căn nhà 2 lầu có diện tích là 4x16 thì rất là mềm nha quý anh chị. Từ vị trí này chúng ta về sân bay hay về Gò Vấp đồ cũng rất là gần. Trong bán kính khoảng 1km chúng ta có chợ Thạnh Xuân, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường cao đẳng điện lực, ủy ban phường. Bây giờ Phúc sẽ lên quay tầng 2 cho quý anh chị xem nha.
Tầng 2 thì có một phòng ngủ phía trước và một phòng ngủ phía sau. Nếu gia đình chúng ta có một đứa con thì chúng ta sẽ dùng làm phòng ngủ phía sau, và phòng trước chúng ta sẽ làm phòng thờ. Đây là phòng ngủ số 3 ở lầu 2, cũng có nhà vệ sinh riêng, cũng được gia chủ dán gạch cao lên 1m2, rất là sạch sẽ. Và phía trước có một cái phòng chúng ta có thể dùng làm thờ ông bà tổ tiên của chúng ta. Phòng phía trước thì cũng rất là rộng nha quý anh chị. Phòng ngủ phòng số 4 này thì cũng có một cái ban công đưa về phía trước để chúng ta ra hóng gió. Ban công thì đưa ra khoảng 1m2. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ căn nhà này chạy ra phường Thạnh Xuân khoảng hơn 300m nha quý vị. Toàn bộ là đường xe ô tô hết. Từ vị trí này chúng ta ra phường Thạnh Xuân rất là gần. Bắt đầu từ căn nhà chúng ta phải vô chân Phúc, Phúc sẽ chạy ra phường Thạnh Xuân nha. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với Phúc trên số điện thoại góc màn hình để được xem nhà và gặp chủ, thương lượng giá và đưa ra mức giá mà mình mong muốn. Ngoài ra Phúc cũng nhận ký gửi quay bán nhà đất ở phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc, quận 12. Nếu quý anh chị nào cần bán nhà thì có thể liên hệ Phúc, Phúc tới Phúc sẽ quay, toàn bộ là miễn phí hết. Bây giờ chúng ta sẽ ra một đường lớn. Đường này có chiều ngang là hai xe tải đi nha quý anh chị. Chạy khoảng vài trăm mét là chúng ta sẽ tới ủy ban phường. Kế ủy ban phường là trường học và chợ, dân cư rất là đông đúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.